Rồi thì em Thắng tiếp tục phần 2 của clip số 4 ha. Rồi thì mã số tiếp theo là mã số 31. Thì em Thắng sẽ giới thiệu với mọi người những cái kiềm mỗi quả ha. Rồi, đầu tiên là một cái kiềm mỗi quả mới chưa sử dụng luôn, nó còn bao bì cho nên mình có thể sưu tầm luôn ha. Đó, một cây mỗi quả hàng 7. Và tình trạng của mình là nó chưa có sử dụng, nó còn đang bao bì luôn. Thì đây, cái này nó đến từ thương hiệu cũng khá là nổi tiếng nha. Thương hiệu hit nha anh em. Đó, thương hiệu hit. Đây, mới căng sơ ban luôn ha, chưa sử dụng. Hit và size của mình là 250, chiều dài của mình là 25 cm. Đó. Và sau này thì nó sẽ có một cái phần để anh em mình mở ốc dẹp nha. Đó, ray ngàm thì anh em mình yên tâm, nó là mới chưa sử dụng, nó còn bao bì ha. Đó. Đây, thiết kế phần ray ha, rất là đẹp cho anh em mình sưu tầm. Rồi. Con này á thì cái ngàm của mình nè, khi mà mình đo như thế này á thì mình sẽ được tầm khoảng là 40 nha, nhưng mà những cái dòng này thì ở nhà sản xuất nó báo cáo là tầm khoảng 48 nha anh em. Đó, 48 là ví dụ anh em mình mở ra này, đó anh em mình tiết kiệm được tầm khoảng 48 ha. Rồi, anh em nào mình thích cây kìm móc quả này ha, của hãng Hit. Đó, hãng Hit hàng mới chưa sử dụng ha. Đó. Thì mọi người chốt giúp em. 4 gạch 31 ha. Đó, 4 gạch 31 con này của mình 230.000. Đó, hàng mới chưa sử dụng luôn. Rồi, tiếp theo. Mã số 32. Đó, cái này thì cũng tương tự, chưa có sử dụng luôn nha anh em. Đó, nhưng mà con này thì nó như con kia luôn, nó thiếu cái vỏ thôi. Còn con này thì nó có cái phần tay cầm, nó có tay nhựa nha. Đó, mới chưa sử dụng nha anh em, của Sơn Cây. Đó, Sơn Cây ha. Đó. Mới chưa sử dụng luôn nha anh em. Đây, ray ngàm nè, nên mình có thể xem giúp em. Đó, mới căng luôn ha. Đó. Như mới luôn ha. Vỏ đồ liền lạc. Cái này thì cho anh em mình sưu tầm. Vỏ đồ đắt liền lạc ha. Và anh em mình thích hàng đẹp. Thì con này size của mình cũng là 250 nha. Độ mới ngàm của mình là 48. Đó. Độ mới ngàm của mình là 48 ha. Rất là mới. Cho anh em mình sưu tầm. Rồi, anh em nào mình thích cây kìm mỗi quả này. Mọi người chốt giúp em mã số 4 gạch 32 ha. Con này của mình cũng 230.000 nha anh em. Đó, 4 gạch 32. Rồi, tiếp theo mã số 33. Đó. Tương tự cũng là một cái cây kìm mỗi quả còn khá là đẹp luôn, khá là mới. Con này thì của nhà Asahi. Tuy nhiên con này thì cái vỏ nó có rách một tí này do hàng bãi nó cắn. Còn những con kia thì nó không có cắn nguyên vẹn hết ha. Cắn một tí thôi anh em mình về có thể dán keo lại. Còn vỏ bên này thì nói chung là còn khá là đẹp nha, không có bị rách nữa. Đó. Phần ngàm của mình rất là sáng nha, thương hiệu Asahi này, giống cái mỏ lết nãy nha anh em, hàng nội địa Nhật. Đó. Đây là cái phần răng của mình. Đó. Còn khá là đẹp ha. Cho nên mình thích một cái cây mỗi quả đẹp, nhưng mà cái này thì nó không có trọn vẹn ha, nó bị nứt đây một tí. Rồi, anh em nào mình thích cây kìm mỗi quả này ha, cũng size 250 luôn, của nhà Asahi. Ngoại hình nó thì cũng còn khá là mới. À, thì mọi người chốt giúp em mã số con này ha. 4 gạch 33 nha mọi người. Hả? Con này của mình 180.000. Rồi tiếp theo, mã số 34 là một cái kiềm mẫu quả luôn. Cái này thì nó thiết kế là cái lò xo nha, và những cái rang của mình thì nó thương như này này. Ở đây mình kẹp nó chặt ha. À, đây, lò xo. À, đây, rang ngầm cũng còn khá là đẹp nha anh em. À, là phần răng của nó ha. À, răng trên, răng dưới ha. Nó còn khá là cao. À. Đây, phần ngàm. Đó. Rồi sao ha. Con này thì nó đến từ thương hiệu là nhà Excel, hàng dấu xít nội địa Nhật luôn ha. Đó, size 250 mm. À, tay cầm của mình cắn nhung. Đó, còn lành lạnh ha, không có bị lỗi làm gì hết. Rồi, tổng chiều dài của cây này thì 25 cm rồi, khoảng càng đo ha. Độ mới ngàm của mình thì những con này thì nó tầm khoảng là 48 ly. Đó. Ngoại hình còn khá là đẹp luôn. Rồi anh em nào mình thích cái con này ha, mã số của mình 4 gạch 34. Con này của mình cũng 180.000 nha anh em. Đó, 4 gạch 34 180.000. Rồi, tiếp theo 35. Đó, một cái cây kìm cặp thép cô dê đó anh em. Đó, cây này thì nó còn khá là mới nha. Đó. Cây này thì cho anh em mình sưu tầm nè. Đó, cái này thì không biết là nó ghép cái lưỡi ra, lưỡi ghép này anh em, mà không biết là nó ghép bằng hợp kim hay là gì ha. Đó. Rất là cứng ha. Đó. Hàng nội địa Nhật, made in Japan. Tình trạng của mình là cũng hàng chưa sử dụng ha, hàng bãi chưa có sử dụng, mới căng luôn ha.
đốt khuôn nha anh em, đốt forest. À, da, da của mình là nó bị mình da nên là để bẫy này nọ nó tróc thôi ha, còn vỏ rồi như mới. Cái này thì anh em mình sưu tầm thì khá là đẹp rồi. Rồi tổng chiều dài của cây kiềm này á thì mình đo được là 20 cm ha, đó, 20 cm. Cái này thì đó nó không có sát nha anh em, tại vì mình thí dụ mình kẹp củ dê này nọ đó thì nó không có cần sát. Đó, hoặc là anh em mình muốn chế độ làm gì đó mình làm ha. Đó. Rồi mã số của con này ha, 4 gạch 35, con này của mình 250.000 ha, mã số 35 250.000. Rồi tiếp theo mã số 36 thì mình đi qua những cái kìm đi ha. Đầu tiên của mình là một cây kìm cắt Mary còn khá là mới luôn ha. Đó, đây anh em mình xem cái phần lưỡi cắt này, nó không có bị nhăm nhe đâu nha anh em, rất là mới và đẹp ha. Đó, của Mary. Đó, thì mình để hàng bãi này nọ thì nó ngã màu tí thôi chứ còn rất là đẹp nha, còn khá là mới luôn của Mary ha. Dòng này thì dòng cổ khá là hiếm. Đó, lưỡi cắt khít trịt ra, cái này thì như mới luôn rồi. Đó, vỏ này mình để bãi này nọ thì nó bay màu trên, đó, còn lành lạnh nha. Đó, tổng quan lại này cũng còn khá là đẹp nha anh em. Đó, có lò xo. Và tổng chiều dài của cây kìm cắt này á mình đo được là tầm khoảng là 10 16 sen nha, 16.5. Đây, những cái này thì nói chung là cắt ngọt thôi rồi ha. Đó, những dòng này thì cắt rất là ngọt. Đó, ha. Đó, không có bị mẻ lưỡi nhăm gì đâu nha anh em. À, thép của Nhật nó rất là tốt ha. Đó. Đó, cái này thì còn tương đối là đẹp. Rồi, anh em nào mình thích cây kìm cắt Mary này ha, mọi người chốt cho em mã số 36 nha, 36 của mình 150.000. Đó, cái kìm cắt Mary. Rồi tiếp theo 37. Đó, một cái kìm cắt rất là độc luôn anh em và đến từ thương hiệu là nhà KTC nha. Đó, KTC Japan. Đó, cái này thì em biết cắt gì nhưng mà nó cái lưỡi cắt rất là độc nha anh em. Đó, như cắt cáp vậy đó ha. Đó, lưỡi cắt còn rất là đẹp luôn. Đây. Đó, KTC, cái này thì hồi giờ em mới gặp nha anh em. Đó, có lò xo điện lực này. Đó, không biết là để nó cắt gì luôn ha. Đó, đây là cái phần để mình sau khi mình cắt mình gãi lại. Đó, đây. À, tổng chiều dài của con này á thì nó dài được là 19.5 cm nha. Đó, 19.5 cm. Một cái kìm khá là độc đáo cho nên mình có thể mình sưu tầm được rồi ha. Đó. Đây, của thương hiệu KTC nha, rất là nổi tiếng. Đó. Này thì không biết nó cắt gì luôn anh em. Đó. Cái cây điện thì không có xi nhê nữa đâu ha. Đó. Rồi. Anh em nào mình thích cây kìm này á thì mọi người chốt giúp em ha. 4 gạch 37 nha mọi người. Đó, 4 gạch 37 của mình 250.000. Rồi, tiếp theo mã số 38. Một cây kìm điện à, của nhà Victor mới chưa sử dụng luôn. Đó, mình để bãi này nọ thì nó có những cái vết như thế nào thôi nha anh em. À, cái này thì anh em mình muốn đẹp thì mình chà ra thì nó sáng bóng thôi. Còn cái này nguyên zin của nó thì em để nguyên zin luôn. À, chỉ tra dầu nhớt lên thôi ha. Này thì cũng chưa vệ sinh gì nhiều đâu anh em. Đó, chỉ tra dầu nhớt lên thôi. À, còn là cái mới nha. Cái này thì chưa sử dụng, đảm bảo với anh em là chưa sử dụng nha. Đó, rang cỏ đồ anh em mình xem nè. Đó, còn rất là mới luôn. Của thương hiệu nhà Victor nha, một hãng kìm khá là nổi tiếng nha anh em. Đó, Victor. Cái dòng kìm của Victor thì nói chung là cái hãng nó là cái hãng lâu đời rồi, rất là nổi tiếng. Đó, cái rất là ngọt nha, chưa sử dụng. Đó. Đây. Đó, lưỡi cát đồ rất là êm nha, không có bị nhăm nhí cho đâu nha anh em. Đó. Vỏ rồi mới căng luôn. Cái này thì tổng chiều dài của mình á mình đo được là 16 cm nha, 16.5. Đó, dòng này là cái dòng nhỏ nhưng mà nó chưa sử dụng, anh em mình có thể mình mua về mình tuốt lại mình sưu tầm. Đó. Này. Đó. Rồi anh em nào mình thích cây kìm điện này ha thì mọi người chốt giúp em mã số là 4 gạch 38 ha. À, cái kìm điện này của mình 150.000. Rồi. Tiếp theo 39, một cái kìm cắt cáp của Markwell. Đó, cái này thì nó cũng cầm khá là dài ha. Đó. Tổng chiều dài của cây kìm cắt cáp này á thì nó dài được là 21 cm nha anh em. Đó. Nó dài được là 21 cm. Đây, lưỡi cắt đồ này nọ còn đẹp nha anh em. Đó. Không có bị mẻ đâu ha. Đó, người ta đã sử dụng rồi. À, nhưng mà nó không có bị mẻ nhiều đâu ha. Đó.
một cái kim cắt cáp của Macwell ha. Cái hãng này thì chuyên những cái kim cáp như này đó, cắt rất ngọt nha. Hả? Đây, vỏ đồ này nó cũng lành lặn nha, tuy nhiên thì thằng bãi thì nó sẽ có những cái vết cắn. Rồi, anh em nào mình thích cái kìm cắt cáp này của Macwell ha, mọi người cháu giúp em mã số 4-39 ha. Cây kìm cắt cáp này của mình 250.000. Rồi, tiếp theo mã số 40, một cây kìm cắt của nhà HH ha, hàng Zosit nội địa Nhật nha anh em. Đây, thì đời mới của mình là nó khác là GS ha. À, và cái này thì nó có một cái lỗ tuốt dây này, cùng với là cái phần này để anh em mình kẹp vặt có rang ha. À, cái này thì tình trạng của mình thì cũng như mới luôn, chưa sử dụng ha. À, các là khít ha. À, vỏ màu màu trắng xám ha. À, đây những cái này thì nói chung là cát ngọt thôi rồi ha. À, tại vì nó đi cát nó là lưới cát mới nha nè. À, con này thì nó có một lỗ tuốt dài nữa nè. À, cái này thì chiều dài của mình á là 16 ha. À, 16.5 16.5 ha. Rồi, anh em nào mình thích cây kìm cắt này ha thì mọi người chốt giúp em mã số 4-40 ha, mã số 40. Cái này của mình 130.000 ha. Đó, còn gần như là chưa có sử dụng. Rồi, mình đi qua mã số 41. Một cây kìm nhọn đa năng của thương hiệu FKK Tool ha, hàng dao rít nội địa Nhật chập chìm, đời cổ. Đó. Thì cái này nó đa năng nha, nó vừa cắt nè, vừa tuốt và nó có phần kẹp ốc cũng như là đầu nhọn. Đó. Đây tình trạng của mình thì nó còn khá là đẹp, nó lưới cát đồ khít ha. Đó. Rang cỏ đồ còn như mới nha anh em, cái này thì người ta chắc sử dụng lướt qua thôi chứ còn còn khá là đẹp nha. Đó. Vỏ rất là dài luôn, vỏ dài, vỏ dài kiểu vỏ cách điện nha anh em. Này. Lưới cát rất là ngọt nha, những cái kìm nội địa Nhật là cát rất là ngọt nha anh em. Và cái kìm này thì nó đa năng, nó nhiều chức năng ha. Tổng chiều dài của cái kìm này mình đo được là 16 sen ha. Đó, 16 sen. Rồi, anh em nào mình thích cây kìm nhọn đa năng này ha, còn khá là đẹp. Thì mọi người cho giúp em mã số 41 ha, cây này cũng 130.000. Đó, còn khá là đẹp nha anh em, chứ gần như là chưa sử dụng. Rồi, tiếp theo, mã số 42. Mã số 42 của mình cũng là một cây kìm của Gisuke, cái này giống như thép đen nha anh em. Đó, không biết nếu mà màu đen đen ha. Đó, của Gisuke, hàng giết nội địa Nhật, cũng như cây kìm kia nhưng mà nó thiếu một cái chức năng là không có lỗ tuốt dai thôi chứ còn y như cái kia ha, cát nè, kẹp ốc, rèn cỏ đồ cũng còn như mới luôn. Nhưng mà con này thì nhìn nó rất là chắc ha, màu đen đen. Đó, mới nha, vỏ đồ liền lạc nha anh em, vỏ trơn. À, con này thì tổng chiều dài của mình á nó dài được là 16 sen luôn ha. Đó, 16 sen. Đó, những cây kìm của Nhật thì anh em mình yên tâm ha. Đó, được cắt rất ngọt luôn anh em. Đó. Rồi. À, cái kìm này mã số của mình 42 ha, 4-42, 130.000 ha. Đó, còn rất là đẹp nha anh em. Rồi, tiếp theo mã số 43, một cái kìm cắt góc xéo. Đó, của nhà Hozan. Đó. Đây, cái này thì em về tra dầu luôn thôi chứ còn chưa vệ sinh luôn nha anh em. Đó. Em để nguyên zin luôn, tra dầu bảo quản thôi. Còn anh em mình muốn đẹp về mình vệ sinh lại cái nào nó như mới luôn ha. Đó. Đây, anh em mình xem cái phần lưới cát này, quan trọng lưới cát này anh em thấy không? Nó không có nhăm nha. Không có bị nhăm chứ có vết sử dụng ha. Đó, sao nhìn tới này. Đó. Không có cái vết nhăm nào nha anh em. Đó. Vỏ màu xanh liền lạc ha. Hozan thì cái này thì nó vừa cát nó vừa được tách được dây điện nha anh em, thí dụ dây điện đôi của mình đó mình tách ra ha. Đó, còn cái này là nó góc xéo á, cát thì anh em yên tâm. Đó, cát nhiều vị trí và rất là ngọt nha. Đó, lưỡi cát không có bị mẻ, không bị nhăm. Rồi, cái này tổng chiều dài của mình á mình đo được là 16 luôn ha, 16.5 vô ra. Rồi, anh em nào mình thích cái kìm này ha. Đó, thì để bãi này nọ thì nó hơi đang đang, bây giờ em mới trả dầu lên là nó kiểu nó ra cái màu oxy hóa thôi nha anh em. Anh em mình về kỹ cái này mình xử lý lại cái là nó như cái kìm mới luôn ha. Đó. Rồi, cái này mã số của mình. Mã số 43 nha, 120.000. Rồi, 44, một cái kìm nhọn của Victor, hàng nội địa Nhật cổ. Đó, cái này thì nó cũng như cái kia nha anh em, nó có một lỗ tuốt dai, lỗ cát, vạch ốc đa năng ha. Cái này một cái kìm nhọn đa năng luôn, còn rất là mới luôn. Đó.
Đó, đây sau mình nhìn tới ha. Đó, rất là khít. Ren ngầm nó còn đẹp hết nha anh em. Đó. Đây, sau xích của Victor hàng cửa. Vỏ liền lạc ha. Đó. Size kim của mình cũng là size size 16.5 nha. Đó, size kim 16.5 luôn. Đó, những cái dòng kim của Nhật thì anh em yên tâm về chất lượng ha. Đó. Đó. Rất là ngọt ngào nha anh em. Đó. Đó, rất là ngọt ha. Rồi, anh em nào mình thích thì cái thương hiệu của bạn Victor ha thì mọi người chốt giúp em. Mã số 44 ha. Đó, mã số 44. 130.000. Rồi, tiếp theo mã số 45, cây kìm cuối cùng ha trong clip này. Một cây kìm điện xe bự. Đó. Cây này thì cũng còn khá là mới nha anh em. Đó. Đây, còn những cái băng file này nó đông lên em. Đó, của thương hiệu là nhà Handata, hàng giao dịch nội địa Nhật ha, tất cả đều dập chìm. Đó. Vỏ thì như mới luôn nha anh em. Cái này thì em nghĩ là gần như nó chưa sử dụng luôn á. Đây. Đi cắt nè ha. Đó. Khít tịt ha. Ren ngà bên trong thì nó chưa có dấu vết sử dụng nha anh em. Ừ. Đây, cái này thì còn khá là mới. Đây. Đó. Cái này thì anh em mình cắt kiểm luôn ok nha. Đó. Còn các cái điện bên ngoài. Đó. Đây. Đó, đi cắt khít ha. Rất là dài, dài côm nha anh em, khá là mới. Đó, cầm rất là đầm tay ha. Và cái này thì cái chiều dài của mình á, mình kéo mình đo được là 21.5 nha, nó size bự nha, 21.5. Rồi anh em nào mình thích cái kìm của nhà Handata này ha, hàng giao xít nội địa Nhật thì mọi người chốt giúp em. Con này mã số của mình là mã số 45 nha, 230.000. Rồi tiếp theo mình đi qua mã số 46. Một cái thùng đồ nghề còn rất là đẹp luôn. Đó. Nó đến từ thương hiệu là nhà Markwell nha. Đó, thương hiệu là nhà Markwell. Hãng thùng cũng khá là nổi tiếng. Đó. Markwell ha. Thì cái dòng này thì nó tổng trọng lượng của mình á, mình căng lên được là lên đến là 2,4 kg lần nha anh em, rất là dài luôn, 2,4 kg. Dài cơm và cái tay cầm sách của mình thì nó thiết kế cái kiểu tay cầm như thế này nha, mình cầm đi cũng rất là dễ nha. Đó. Và cái này thì nó còn khá là mới cho nên mình có thể mình thích những cái thùng đẹp. Đó, bên trong thì nó sẽ có cái ngang dài này và những cái ngang nhỏ để nên mình đựng ốc. Đó. Đây, bên trong nó còn rất là mới nha, cho nên mình thích một chiếc thùng đồ nghề nó đẹp. Đó. Đây. Đó, nước sơn đồ này nó cũng rất là đẹp nha anh em, nó không có bị tróc sơn luôn. Đó, bên trong này rất là mới ha. Đây, phần này là phần dưới đáy ha. Đó, nặng tới 2,4 kg nha anh em. Nó một thùng bằng 7. Nặng 2,4 kg, rất là đẹp luôn, cho anh em mình thích một cái thùng đẹp. Và cái phần này thì anh em mình thấy ha, nó thiết kế cái này để anh em mình móc khóa lại nè, mình bảo quản đồ đạc lại không có bị thất lạc ha. Rồi, em thắng sơ đo cái tổng chiều dài cho mình. Tổng chiều dài của chiếc thùng này là nó dài được 35 cm. Chiều cao của mình á là được 17 cm. Và chiều ngang này của mình á là được 16 cm ha. Rồi, ngoại hình còn rất là đẹp luôn, cho anh em mình thích cái thùng đẹp ha. Thì cái này thì cái giá nhập nó hơi cao nên là nó sẽ cao hơn cái thùng so với ngày bình thường ha. Và giá sản phẩm của chiếc thùng này là 480.000 nha mọi người. Mã số của mình là mã số 46. Đó, 4-46 ha, 480.000. Rồi, tiếp theo mình đi qua mã số 47. Mã số 47 thì em thắng giới thiệu với mọi người một cái cây cạo ép ha. Một cây cạo ép còn khá là mới luôn. Đó. Tay cầm của mình là bằng bằng nhựa cứng. Đó, đầy đủ phụ kiện luôn ha. Đó, đầy đủ phụ kiện. Thì con này tổng chiều dài của mình á là tổng chiều dài kẹp nha là 300. Còn cái phần này là 80. Thì 300 này thì cái độ kẹp của mình này, đó mình kéo bung ra hết này là mình kẹp được những cái vật là tới 30 cm là nha anh em, rất là dài luôn. Đó. Còn rất là mới và đẹp ha. Đó, đầy đủ phụ kiện luôn. Đó, những cái nắp nhựa này để anh em mình kẹp vặt nó không có bị cắn. Đó. Rồi, anh em nào mình thích cái cây cạo ép này size 300 nhân cho 80. Thì mọi người cho giúp em mã số là 47 ha. Đó, mã số 47 của mình 250.000 ha. Rồi, tiếp theo mã số 48, một cái cần tiếp anh em, một cái cần tiếp dài ha, rất khá là dài luôn. Cái này thì nó hiếm lắm anh em. Đó. Của thương hiệu là nhà KTC, Made in Japan ha.
Đó, cái này thì nó tổng chiều dài này. Đó. Tổng chiều dài của mình nó lên đến là 40 cm nha anh em. Đó, nó lên đến là 40 cm luôn, rất là dài luôn. Đó, cho nên mình thích một cái cần dài. Và cái đầu của mình là như là 3 3/8 nha anh em. Đúng rồi, 3/8 nha, 905. Đó, 3/8. Đó, lò xo đồ bi đồ này nó ok ha. Đó, lúc lát này. Đó. Đây nó có thể 3 mức ha. Đó, một mức này. Đó, quay được 9 90 độ, 180 độ ha. Đó. Dài 40 cm, rất là dài ha. Cho nên mình thích một cái cây cần nó dài. Đó, những cái này thì hàng bãi nó khá là hiếm nha anh em. Đó, nước xi. Màu trắng. Rồi, anh em nào mình thích cây cần tiếp 3/8 này ha. Thì mọi người cho giúp em mã số là 4-48 ha. Con này 280.000. Đó. Rồi, tiếp theo mã số 49. Đây. Loại này thì nó nhỏ hơn. Đó. À, của Tone ha, Tone Japan. Đó, chung cũng còn khá là đẹp hết nha anh em. Đó. Đây, khá là mới nha, cho nên mình sưu tầm. Đó. Cái này mà anh em mình mua hàng mới thì nó khá là cao ha, những cái tiếp mà nó trong nhỏ nó gia công khá khó nha anh em. Đây, bi rồi nhắn nhã bình thường nha, còn rất là đẹp luôn. Đó. Tone Japan ha. Đó, nhỏ gọn. Thì cái này là 1/4 nha anh em, 1/4, đường kính là 6.3 đó. Tổng chiều dài của cái cần này thì nó dài chỉ được là 15 cm thôi ha. Đó, 15 cm. Đó, bỏ nhọn ha. Đó, cho nên mình sưu tầm. Rồi, anh em nào mình thích cái cần này ha. Mọi người cho giúp em mã số là 49 ha, 4 gạch 49 150.000. Rồi, mã số 50. À, tiếp tục là một cũng là một cái cần ha, cái này thì 3/8 này nhưng mà nó ngắn hơn. Đó. Đây của Seiki luôn nha anh em. Đó, của Seiki này, SEK ha, Seiki. Hàng nội địa Nhật. Cái này thì cũng còn khá là mới cho nên mình sưu tầm luôn. Đó. Đây. Đó. 180 độ ha. Đó. Bị dùng trong một sáng bóng hết ha. Đó. Chưa sử dụng cho nên mình sưu tầm. Rồi, con này thì tổng chiều dài của mình á là 23 cm. Đó, 23 cm ha. Đầu của mình là đầu 3/8, đường kính là 9.5 ha. Rồi, con này mã số 50. Con này của mình 200.000 ha. Đó, cần tiếp. À, mã số 50 200.000. Rồi, tiếp theo mã số 51. Cũng là một cây cần gù luôn, nhưng mà cây này thì nó 1/2 ha. Và cây này thì anh em mình thấy này, đó nó anh em mình có thể mình kéo dài ra được nha anh em. Đó, đây. Nhắn vô ha, nhắn vô. Nhìn pin nó rớt ra ha, thì mình kéo dài ra nè. Đó. Đây, nó sẽ rất là dài nha. Đó nè ha. Thì khi mình kéo ra như thế này á thì tổng chiều dài của nó mình đo được là 38 cm. Đó, tổng mình chiều dài mình đo được là 38 cm ha. Đó. Rồi mình thu ngắn lại thì mình nhắn vào đây đó, tương tự mình nhắn vào đây ha. Đó, rồi mình đẩy đó, mình đẩy đi ha. Đó. Thì mình muốn đây này về đây tiệm này đó, thì nó sẽ cứng lại ha, đó nó nhô lên cứng lại đó. Thì lúc này thì cái chiều dài ngắn nhất của mình đo được á, tầm khoảng là 30 cm đó, rất là hay ha. Một cây cần tiếp của nhà KTC đó, ngoại hình nó thì cũng còn khá là mới ha. Đó, khá là mới. À, nhắn nhã đồ ok nha anh em. Bi đó. Đầu tiếp được còn rất là đẹp ha. Đó. Rồi, anh em nào mình thích cây cần tiếp này ha, của thương hiệu nhà KTC 12.7. Mọi người cho giúp em mã số 4 gạch 51 ha. Cái này của mình 300.000 ha. Đó. Rồi, tiếp theo. Mã số 52. 52 của mình thì một cây cần tự động 3/8. Đó. Đến từ thương hiệu là nhà KTC luôn ha. Đó, nhà KTC. Đó. Đây, cái này thì em mới trà dầu nên nó dính những cái vết dơ thôi cho anh em, chứ còn cái này thì nó khá là mới. Đây. Đó. Lao đi thôi ha. Đó. Mới trà dầu. Đây. Bi đồ nhắn nhã bình thường nha. Đó. Ốc vít đồ ok nha anh em. Đó. Đó. Hoạt động bình thường ha. Đó. Đảo chiều gặp qua. Đó. Cái này thì mới vệ sinh là nó hơi dơ tí, anh em mình về lau thôi, tại cái đây là dầu nhớt thì chứ không có gì hết ha. Đó. 3/8 thương hiệu KTC. Đó. Tổng chiều dài của cây này á
thì mình đo được ha là 17 cm, đó 17 cm ha. Rồi anh em là mình thích cái cần tự động 3/8 này của nhà KTC ha, thì mọi người cho giúp em mã số là 52, mã số 52 này của mình 180.000 ha. Đó. Rồi tiếp theo 53, một cây cần tự động luôn, cái này cho những anh em mình sưu tầm ha và sử dụng trang những cái góc hẹp nhỏ ha. Đó. Đây, trải dầu nó dính dầu nhớt thân anh em. Đó. Cái này thì nó có nút nhả nhanh tự động này anh em, đó, nhả đầu khẩu nhanh này. Đó. Đây, anh em nhắn vô thì pin nó sẽ vô ha, và lúc này thì đầu khẩu rớt ra. Đó. Rất là độc đáo. Cái này thì nó đến từ thương hiệu là nhà Seagate nha. Đó, nhìn nó hơi mờ mờ tí nha anh em. Đây. Đó. Seagate. Đây, hoạt động trơn tru nha. Đảo chiều thì gặp quá. Đó. Hai cái này, hai cái ốc nó thì nó chế bằng cái này nha anh em. Đó, hai bên. Đó, thiết kế nữa ha. Đó. Nhắn nhả đầu khẩu nhanh. Cái này thì nó ngắn cho anh em mình sử dụng sưu tầm. Dính nhất khó chịu quá ha. Tổng chiều dài của cái này á mình kéo được là 11 cm thôi nha anh em, 11 cm, một cái cây cần tự động luôn. Rồi anh em nào mình thích cái mã sản phẩm này thì mọi người cho giúp em mã số 4/53 nha. 4/53 của mình 200.000. Rồi tiếp theo mã số 54. Mã số 54 của mình là một cây khóa dòng khóa trồng 4 số. Của USBAT ha. Đó, USBAT. Thì bốn số này của mình là 13, 14, 17 và 19 ha, bốn số rất là thông dụng. Đó, hoạt động trơn tru nha anh em, đã tra dầu nhớt rồi, còn khá là mới. Đây, răng ngầm rồi ha, rất là đẹp nha anh em. Đó. Đây. Đó, rất đẹp, rất là mới ha. Đó. Cho nên mình thích một cây khóa bốn số ha. Đó. Rồi, anh em nào mình thích cây khóa bốn số này ha. À, thì mọi người chéo giúp em 4/54 ha. Đó, cây bốn số này của mình 200.000 ha. Đó, 220.000 nha anh em, 220.000 4/54. Rồi tiếp theo mã số 55. Đây một cây vít, nói chung là một cây cần tự động 1/4. Đây cần tự động 1/4 và đi kèm với mình là những cái đầu nối, là những cái đầu nối này nữa ha. Đó, rất là nhiều chi tiết luôn. Đó, tính ra là 3 chi tiết luôn nè anh em. Đó. Đây, cái này thì của thương hiệu là nhà Astro Product gì đó anh em. Đó, Astro Product gì đó ha. Đó, này cái tên hãng đó nè. Đó, hàng 7. Cũng còn khá là mới ha. Đây. Đó. Hoạt động một trơn tru ha. Đó. Đây là một cái ống điếu của nó. Đây, thì nguyên zin sau thì em sẽ để dạy luôn. Đó, nguyên zin sau em để dạy luôn ha. Đó. Một cái đầu nối này cho nên mình gạt vặn những trong góc hẹp ha. Đầu này là đầu 6.5, chỉ 6.5 này, đầu vít. Đó. Đó. Công nghệ rất hay ha, nhỏ gọn. Đó. Đây. USA nha anh em. Đó. BAT đó ha. Rồi thì cái bộ sản phẩm này gồm 1 2 3 chi tiết này ha. Đó. Rất là ngắn nha, nhỏ gọn ha anh em. Đây. 9 cm à. Có 9 cm nha anh em. Đó, đảo chiều thì anh em mình dạng vòng tròn nha anh em. Đó, dạng vòng tròn này, đó thì nó sẽ đảo chiều lại. Đó, rất là hay ha. Rồi, anh em nào mình thích cái bộ combo sản phẩm này ha. Thì mọi người chốt giúp em mã số là 4/55 ha. Bộ này 180.000. Đó. Những cái đồ nhỏ như thế nào thì nó gia công rất là khó nha anh em. Đó, 4/55 180.000. Rồi, tiếp theo mã số 56. Mã số 56 của mình là một cây đây anh em mình thiết treo chìa khóa ha, một cây cây vít vít ha. Đó, vít mở góc hẹp. Đó, hai đầu vít ha, hai đầu vít, đầu là BH2, đầu BH1 ha. Đó. Đây, hoạt động trơn tru ha. Đó, gặp qua. Đó. Rất hay, để cho anh em mình treo khóa rồi ha. Đó. Còn rất là mới nha anh em. Đó, đầu vít đồ rất là đẹp ha. Con này thì nó đến từ thương hiệu là nhà SK11 Tun ha. Đó, SK11 Tun. Rồi, anh em nào mình thích cây vít vẹn góc hẹp này ha. Thì mọi người cho giúp em mã số 1 là 4/56 nha. Con này của mình 150.000. Rồi, tiếp theo 57. Một cây khóa chồng anh em. Đó, một cây khóa chồng nó rất là độc đáo nha. Và cái này thì anh em thấy này, nó có
thiết kế góc 90 độ như thế này ha. Đó, hai đầu. Đó. Rạch 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 ha, còn rất là mới. Đó. Đó. Đó, hoạt động bình thường hết ha. Đây, rang cỏ đồ còn rất là đẹp nha anh em. Cho nên mình sưu tầm ăn đọc lại ha. Đó. Đây, chữ Nhật đây nha anh em. Đó. Nhật đây ha. À, của Ryosha. Đó, chữ Nhật hai bên. Thì cái này thì nó không để thông số anh em. Em đo thử ha. Cái này chắc là tầm khoảng ốc 10 10 17 19 gì đó anh em. Đó. Đây hai con giống nhau nha, như là ốc 30 17 sao á. Rồi thì em đến chính là nó là 17 nha anh em. Đó, tại vì em đo thử rồi, em đo thử cái ốc này với lại ốc này rồi. Thì con này là khóa 17 hết ha. Đó, hai đầu là 10, hai đầu là 17. Đó. Cho nên mình thích ra một cây khóa khá là độc ha. Đó, hai đầu. À, để anh em có thể vặn được nhiều góc ha, và cho anh em có thể sưu tầm luôn. Rồi anh em nào mình thích cây khóa này ha, thì mọi người cho giúp em mã số là 57 nha. Mã số 57 này của mình 250.000. Rồi tiếp theo mã số 58. 58 thì nãy giờ em sử dụng dùng đây. Đó, một cây thước kẹp còn rất là đẹp luôn, như mới luôn nha anh em. Đó, anh em mình xem này. Đó, rất là đẹp ha. Đó, thì cái thước này là 150 mm ha. Đó, 150 mm, ốc vít đủ đầy đủ. Đó, đây cũng rất là mới ha. Đó, đây là cái phòng dàn cứng này. Đó, chữ số luôn rất là chính xác nha anh em, của Mitutoyo. Đây là cái phần đầu mũi kẹp mình đo lỗ của mình ha. Đó, đây kẹp luôn này nào ha, rất là chính xác. Đó, hoạt động trơn tru. Và những cái dòng thước kẹp của Nhật á, thì nó sẽ có những cái hãng như là Mitutoyo này, Canon hay là Shinhwa này nọ ha. Nhưng mà cái thằng Mitutoyo này thì nói chung là nó hàng cao cấp nha, giá trị của nó thì nói chung là khá là cao. Đó, và nếu mà anh em mà đã từng biết hoặc là đã từng dùng cái thước này thì sẽ biết ha, nó dùng rất là mượt mà. Đó, còn những cái thước mà anh em mua thước dởm á, lâu ngày mình sử dụng á, thì những cái đường này nè nó sơ. Đó, và nó không còn chính xác ha. Còn những cái là thước của Mitutoyo này á, thì nói chung là rất là ok, tại vì lúc trước thì em cũng làm ngành cơ khí ha. Đó, cơ khí chính xác. Đó. Rồi anh em nào mình thích cây thước kẹp của Mitutoyo này ha, nó còn khá là đẹp. À, made in Japan. À, 150 mm ha, thì mọi người chốt giúp em con này. Mã số của mình là 58 ha. À, 58 của mình 350.000 ha. Đó, à, 350.000 cái thước của Mitutoyo. Rồi, tiếp theo mình đi qua mã số 59. Một cây cưa gấp còn mới nữa anh em. Đó, của thằng Silky. Đó, cái lưỡi này là lưỡi chưa sử dụng luôn. Đó, nên mình có thể xem ha. Đó, chưa sử dụng. Nó sờ vô rất là bán nha anh em. Anh em mình ship code thì mọi người cứ về mình kiểm tra trước khi mình thanh toán, còn anh em mình tin tưởng thì mọi người cứ chuyển khoản em thắng sẽ bao ship. Đó, cái dòng Silky này là Silky Kumane ha. Đó, đây của hãng Silky luôn. Loại này là loại lưỡi 180 mm ha, F180 này. Đó, lưỡi chưa sử dụng, nó như mới luôn ha. Chết cha, bây giờ mình đứt tay luôn anh em, rất là bán. Đó, và dòng cưa Silky thì anh em mình biết tới chất lượng rồi, nó và giá thành nó khá là mát nha. Đó, Silky cắn cái chỗ này thì nó để bẫy, nó chỗ này nó bị cắn tí nha anh em, nó không có ảnh hưởng gì đâu. Nhưng mà anh em mình treo thì anh em mình về mình chế lại cái móc treo. Đó, còn lại cắn thì nói chung cũng còn khá là đẹp. Đó, cái này thì chưa sử dụng nên anh em mình cứ yên tâm ha. Đây, chiều dài lưỡi sử dụng là 18 cm nha. Đó, 18 cm. Đó, lưỡi chưa sử dụng của Silky. Đó, loại cưa gấp ha. Ừ. Rồi, anh em nào mình thích cây cưa Silky chưa sử dụng này ha, thì mọi người cho giúp em mã số là 59. Đó, mã số 59 này của mình 300.000 ha. Đó, lưỡi chưa sử dụng. Rồi, tiếp theo mã số 60. Mã số 60 thì em thắng giới thiệu cho mọi người một cây cưa Silky Gomboy. Đó, cái dòng Gomboy thì anh em mình rất là ưa chuộng rồi. Đó, nó là một cái dàn khá là cao cấp. Và con này thì lưỡi của mình là lưỡi 2 tấc mốt ha. Lưỡi 2 tấc mốt. Đó, đây. À, lưỡi còn rất là đẹp nha anh em. Đó, đây anh em mình xem cái phần răng này, đó nó còn rất là cao nha, và mình sờ vào thì nó vẫn còn nhám nha anh em. Đó, chứng tỏ thì cái này thì người ta cũng chỉ sử dụng ít thôi. Đó, răng cỏ đâu còn rất là đều và đẹp ha.
đó, rang cỏ rất đẹp nha anh em, siêu kỳ đó, siêu kỳ con boy ha. Thì cái lưỡi mình để ở bãi này nọ thì nó lâu ngày nó bị oxy hóa thôi ha. Đó, siêu kỳ combo 2 tấc mốt. Đây, cắn đồ này nó cũng đẹp nha anh em. Đó. Để bãi này nọ thì nó hơi cắn tí, hơi cong nhưng mà anh em mình gấp lại được bình thường ha. Đó, không có ảnh hưởng gì hết ha. Hai nắc gấp ha. Đó. Một nắc này. Hai nắc này ha. Đó. Này thì nó thiết kế cho anh em một cái treo luôn. Đó. Dòng cưa combo anh em mình mua mới khá là cao ha. Rồi thì anh em nào mình thích cây cưa combo này ha, đó rang cỏ thì em cũng đã quay cho mọi người đó. Đó, nó còn rất là đẹp đó. Sờ vào thì vẫn còn nhám nha, đó rất là đều. Thì cây này mã số của mình á, cây này của mình 290.000 ha, mã số 4-60, 290.000 cây cưa gấp của combo. Rồi tiếp theo mình đi qua mã số 61. Thì mã số 61 thì em Thắng sẽ giới thiệu với mọi người những cây búa của OH ha. À, của Nhật, của hãng BX. Và những cái dòng này thì nói chung là nó còn khá là mới nha anh em. Đó anh em mình có thể thấy này. Đó, còn khá là mới này. Cho nên mình thêm mình sưu tầm. Đây. Đầu búa đồ này nọ thì cái ra những cái văn này thì người ta để đồ này nọ nó hơi cắn tí thôi nha anh em. Chứ còn rất là đẹp nha. Đó. Đây BX nha anh em, đầu búa đồ này nọ rất là đẹp. Thì cái này thì dòng này thì nó nặng là 250 g. Đó, dòng BX này thì nó còn ngon hơn cái UH nữa nha anh em. Đó, giống UH nhưng mà ngon hơn nữa ha. Đó, cho nên mình thấy sưu tầm cán đồ này nó cũng đẹp nha. Đó, cây này là cây số 1. Thì tổng trọng lượng khi mà mình căng lên á là được 350 g nha, tính luôn phần phần cán là được 350 g, còn riêng cái đầu búa của mình là 250 g. Đó. Đây, đây là đầu búa của cây số 1. Đó. Đó. Còn rất đẹp nha, cho nên mình sưu tầm. Đó. Hàng bãi thì nói chung là già là rất là đẹp rồi nha anh em. Tem chữ đồ này nọ rõ ràng. Đó. Xuất xứ của hãng BX ha. Đó. Chiều dài tổng thể của cây này á là được 30 cm. Đó, 30 cm ha. Rồi. Thì cây này mã số là B1 ha. Rồi, B1 180.000 ha. Đó. Thì em sẽ đánh dấu từng cây để cho anh em mình biết ha. Rồi con này B2. Đó, đầu búa đồ rất đẹp nha. Thì ra là những cái vết cho mình để bãi thôi chứ còn chưa có sử dụng nha anh em. Đó, đây. Đây con này thì cái đầu búa mình đây ha, đó đầu đóng đây. Đó, còn những cái văn tiện tròn nha. Đó, cán đồ rất đẹp nha anh em. Đó. BX. Đó, tương tự thôi, con này mã số 2. B2 ha. B2 180 luôn. Đó. Rồi B3 bắp đại thôi anh em, con nào cũng như con nào thôi. Đó, đầu búa đây. Đó, chung như nhau hết ha. Đó, đây văn búa. Đó. Thì anh em mình chốt được trước con nào thì mình chốt ha. Đó, cán luôn rất là đẹp nha anh em. Những cái này thì người ta gần như là chưa có sử dụng nước thôi ha. Đó, tem luôn, cán luôn rất là đẹp luôn. B3 ha. B3 180.000. Tiếp theo B4. Đó. Đây, cán được rồi ha, cán gỗ. Đó. Đầu búa. Rất là đẹp nha anh em. Đó. Còn những cái văn tiện luôn ha. Đó. Đây. Con này thì nó có bớt sử dụng không ha. Đó. Đây. Nhưng mà tổng quan này cũng còn khá là đẹp nha anh em. Rồi, con này B4 ha. Rồi B4 thì nó có những cái vết đóng nhẹ nhẹ đây ha. Thì giá của mình là 160.000. Đó, còn lại tổng quan nó thì cũng còn khá là đẹp ha. Rồi, tiếp theo. B5. Đây, con này đầu búa đẹp ha. Chưa có sử dụng. Đó. Đầu búa chưa sử dụng ha. Cán rồi còn đẹp. Đó, cái này thì sưu tầm được ha. Rồi, B5. Con này 190.000 ha. Đó, đầu búa chưa có sử dụng này, chưa có vết đóng. Tiếp theo B6. Đó, như nhau hết nha anh em. Đây, đầu búa. Đó, đầu búa rất đẹp nha. Đó. Chưa sử dụng nha anh em, đang nó dính keo thôi. Đó. Đây.
những vết vàng vàng cho mình để bãi thôi. Anh em mình về mình siêu tầm thì mình dọn lại tí thôi. Còn cắn đồ này nó rất đẹp nha, cắn như mới luôn. Đó. VX. Đó. Rồi B5. B5 190.000 ha. Tiếp theo B6. Đây, trong những cái đầu búa hôm nay rất là đẹp cho anh em, cho anh em mình sưu tầm. Đó, chưa có vết đóng luôn ha. Đó. Em sưu tầm. Những cái này anh em mình mua mới thì nó khá là cao ha. Đó. Đây thì nó gần gần như mới rồi, do mình để bãi này nọ thì nó có những cái vết đâm lắm bên trên thôi ha. Anh em về vệ sinh cái là như mới luôn. Rồi con này B6 ha. B6 190.000 ha, cho anh em mình sưu tầm. B7. Đây, à, chưa sử dụng ha. Những vết đen đen như mình để bãi thôi, anh em mình đánh phát là ra ha. BX. Cán đường đẹp ha. À. Rồi, B7. B7 190.000 ha. Đó. Tiếp theo B8. Cán đồ này nó cũng rất là mới nha anh em. Đây. Đầu búa đồ này nó còn đẹp ha. Đó, chưa có vết đóng. Anh em mình về vệ sinh lại để sưu tầm. Rồi, B8 ha. B8 190.000 luôn ha. Đó. Rồi, tiếp theo mã số cuối cùng. B9 ha. Đó. Đây, chưa có vết sử dụng luôn ha. Đó. Rất là mới. Rồi, B9. B9 của mình là 190.000 ha. Đó. Rồi thì clip phần 2 này của clip số 4 thì em Thắng đã giới thiệu xong những sản phẩm. Thì mọi người vui lòng mình xem kỹ từng mã sản phẩm ha. Và nếu như có mã sản phẩm nào đó phù hợp với mình thì mọi người có thể liên hệ em qua số điện thoại và Zalo của em ha. Số điện thoại và Zalo của em là 0966 924 801 nha mọi người. Rồi thì em cảm ơn.